Vâng, mến chào toàn thể quý vị. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại nhà vườn Nhâm Nguyên, có địa chỉ là đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Có cách đây là vài tháng trước thì tôi cũng đã quay một lần cái nhà vườn này gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn trên kênh của Mạnh Bonsai. Hôm nay đầu xuân năm mới tôi lại có dịp qua vườn của anh Nhâm đây. Thì tôi quay tôi gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn. Giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn thì nhà vườn Nhâm Nguyên là một nhà vườn rất là lớn ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội đây. Ba cái chuyên kinh doanh cũng như là sản xuất rất là nhiều các cái loại mai tứ quý đây quý vị ạ. Đấy, lớn bé. Nếu mà để nói là thành phố Hà Nội thì chưa có một nhà vườn nào lớn như nhà vườn Nhâm Nguyên để mà nói về lĩnh vực gọi là kinh doanh mai tứ quý quý vị ạ. Đấy. Và sau đây thì tôi sẽ vào tôi gặp anh chủ vườn. Đây, giới thiệu với toàn thể quý vị. Vâng, em chào anh Nhâm. Xin chào. Đây, giới thiệu với quý vị, đây là anh Nhâm, là chủ vườn, chủ nhà vườn Nhâm Nguyên Garden ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay cũng phải mấy tháng rồi, có lại có dịp là đầu xuân năm mới này em lại qua vườn anh làm. Xin chào tất cả các bạn nhé. Làm cái video gửi tới cho toàn thể quý vị. Thì hôm nay cũng xin phép được làm phiền ông chủ một chút là cùng với em có thể chia sẻ với toàn thể quý vị và các bạn một số các cái tác phẩm mai tứ quý của nhà vườn mình đầu xuân được không anh? Ok. Vâng, đây. Em thấy là lúc nãy nhìn sơ sơ qua thì thấy là đợt này là anh lại tuốt hết cả lá của cái dòng mai nhà mình. Thế thì mục đích của anh là để nó lộ hết những cái hoa ra hay là như nào anh? Ra về cái cây mai tứ quý ấy. Vâng. Thì để nếu phải để tự nhiên. Vâng. Thì mỗi một năm nó sẽ thay lá một lần. Vâng. Nhưng mà nó sẽ thay không đồng loạt. Nên là mình có ý tưởng là mình thay lá cho cây cách là mình vặt hết lá đi. Vâng. Vặt hết lá đi thì mạnh thấy đây. Lớp lọc sau nó ra nó đều. À. Đấy, cái lớp lọc nhìn nó đã đẹp rồi. Vâng. Và nó sẽ lộ hết hoa ra. Nhìn cái cây nó sẽ yêu hơn. Vâng. Còn mình vẫn để cho những ai thích tự nhiên nó thay một cách từ từ. Đấy. Còn thì một số những cây mình cảm thấy mình sẽ làm nhiều chủng loại. Đợt này nó lại ra một màu vàng anh nhỉ? Đúng rồi. Cái này thì ưu điểm của nó là mới ra thì nó ra màu vàng. Vâng. Sau đó thì cái hoa vàng này nó rụng đi thì nó sẽ ra một cái đợt hoa màu đỏ này. Vâng. Hoa màu đỏ thì trong đấy nó có cả quả cả hạt luôn. Vẫn như trong năm là nhà vườn mình vẫn kinh doanh tất cả các cái thể loại là từ cây to đến hàng bonsai đúng không anh? Đủ cả. Vâng. Thể loại đấy nhiều phân khúc. Đấy thì khách lựa chọn. Đấy, quý vị và các bạn có thể thấy là đây ngay hình ảnh quý vị và các bạn đang xem đây là một tác phẩm mai tứ quý gọi là bonsai, hàng này hàng bonsai rất là nhỏ đẹp, hàng này mà để ở trong phòng khách là cực kỳ vừa. Nhìn ở ngoài vườn rộng như thế này thôi nhưng mà khi mà quý vị và các bạn mang về phòng khách nhà mình thì nó cũng không phải là nhỏ đâu, nó cũng rất là đẹp. Và với cái phòng khách mà cái tầm khoảng kể cả đến 50m² mà cái cây mai bonsai này đặt vào là nó cũng rất là phù hợp, rất là đẹp ở vườn nhà quý, ở phòng khách nhà quý vị. Đấy, quý vị và các bạn có thể thấy anh ấy bài trí cũng khá là hợp lý. Cây nhỏ thì ở phía mặt tiền, còn những cây mà nó to cổ thì anh ấy bài trí ở đằng sau, nó gần như là một cái background ấy. Đấy, rất là đẹp. Vừa rồi là trong Tết thì tôi cũng thấy là anh cũng giao lưu với cả khách cũng tương đối. Đợt này là nhà vườn cũng có một số các cái tác phẩm gọi là mới đưa về vườn đầu xuân năm mới đây. Thì quý vị và các bạn có thể thấy là rất là đẹp. Và lần này anh ấy coi như là tuốt hết lá ra để nó lên một cái đợt lộc mới rất là đều đẹp. Anh ơi, với em thấy cái cây này này, nó là một cây mai trực. Một cây mai trực cũng khá là đẹp. Có cái bộ bệ rất là tuyệt vời mà cây này nó lại thẳng. Trên thì tán nó kiểu dạng tán thông ấy. Vâng, nhìn rất là hài hòa cân đối.
Em thấy là với các cái dòng cây khác thì thường thường là cây trực mà thoát thân cao thì cái giá trị kinh tế thì nó cũng tương đối. Ví dụ như là dòng mai tứ quý như thế này thì nó ví dụ như mộc như các thứ ấy, là em thấy là một cái mộc mà tầm khoảng thoát thân 1 mét mà to như thế này là em thấy giá thành kinh tế ở ngoài là các nhà vườn hay là các anh em là giao lưu cũng tương đối. Thế thì cây mai của nhà mình ví dụ như cây mai này thì nó cũng giá trị so với những cái cây mộc cây hay là những cái dòng cây khác thì nó cũng giá trị như vậy không anh? Hay là nếu mà để mà so sánh ấy, vâng, mai với cả mộc ấy, vâng, thì vẫn biết nó là hai loại cây khác nhau. Là cây khác nhau. Vâng. Đấy, nhưng mà xét về mặt giá trị về tiền. Vâng. Thì nếu một cây mộc như thế này thì có thể mua được khoảng tầm 60 cây mai như này. À. Nhưng mà thực ra thì về giá trị thì mình không nói là cái nào hơn cái nào. Vâng. Cái quan trọng nhất là mình yêu thích. Vâng. Mình cảm thấy hứng thú với nó. Vâng. Còn thì về nếu mà so sánh mai với mộc thì nó khập khiễng á. Thì thực ra thì cây mai này nếu mà so về tuổi đời với cây mộc thì cũng chẳng kém cây mộc đâu. Nếu mà cây mai như này. Đấy. Cũng rất là nhiều tuổi. Đây em. Về cái thị hiếu thì đây, một cây mai này có bộ bệ này. Rồi là thoát thân rất là đẹp. Tán thì mộc cây này lại ra hoa quanh năm. Vâng, cây tán mộc thì lại không ra hoa quanh năm. Đúng rồi, tán thông. Mộc thì một năm nó chỉ ra được độ 3-4 vụ thôi. Không, nó được đâu đó tầm 2-3 tháng. Vâng. Nhưng mà mộc thì nó có mùi thơm, cái này thì lại không có mùi thơm. Nhưng mà nó lại có vẻ đẹp. Nhưng cái này thì lại hoa nó lại đẹp hơn. Nói chung so sánh thì bất kể cái gì cũng hợp tiếng. Quan trọng là mình thích. Mình đấy, thích cái màu vàng này. Đợt trong năm là ngay cả kể cả Nguyệt Quế em thấy anh cũng rất là nhiều. Đợt vừa rồi là chắc là gần Tết rồi khách cũng lấy bớt anh nhở. Đợt vừa rồi thì mình cũng bán được rất nhiều. Vâng. Nguyệt Quế, Mai Tứ Quý là mình bán được rất nhiều. Đấy quý vị ạ. Thực ra là cái Tứ Quý là cái mùa này là cái mùa hoa rất là rực rỡ. Đấy, đây là những cái tác phẩm mai à tác phẩm hoa Nguyệt Quế này quý vị này. Đấy, anh ấy bài trí cũng rất là rõ ràng. Bên này thì anh ấy để Nguyệt Quế. Đây quý vị ạ. Còn bên này thì anh ấy vẫn bài trí những cái chung nhất thì vẫn là Mai Tứ Quý. Tác phẩm Mai Tứ Quý. Thì thực ra xét về mặt giá trị của nó thì nó nhiều giá trị lắm. Về mặt thời gian. Vâng. Quan trọng nhất là cái này là thời gian. Một cái cây mai như này thì thực ra mà đời người mới trồng ra được. Vâng. Nói là tiền thì nó cũng vô cùng. Nếu mà ông bỏ công ra ông trồng một cây mai này ông phải mất một đời người. Vâng. Một đời người thì làm được rất nhiều tiền. Nhưng mà để một đời người trồng một cái cây này thì chưa chắc là trồng được. Đại loại là như vậy. Theo em được biết là cái mai tứ quý này thì 100% nó là xuất xứ ở vùng trong rồi. Đúng không anh? Đại loại là thế này này. Vâng. Mai tứ quý 100% này ở Việt Nam mình. Đấy, còn ở miền Bắc mình thì ít. Ở miền Nam, miền Tây nhiều. Thực ra những cây này về. Thế nhưng mà 2-3 năm rồi. Nhưng mà cho em hỏi là được biết là cái này thì đúng là 100% nó là ở vùng trong là chính rồi. Thế nhưng mà khi mà nó ra ngoài Bắc mình này thì như cây này của anh thì nó ở ngoài Bắc là đã được bao nhiêu năm rồi anh? Cây này thì chính xác là mình được khoảng 2 năm rưỡi. À, 2 năm rưỡi. Với cái thời gian là hơn 2 năm như vậy thì anh có đã đảm bảo được rằng là nó đã tương đối thuần với cả khí hậu của miền Bắc mình chưa anh? Về cái dòng này ấy, nếu mà để mà nói ấy, chuẩn ra ấy, nói một cách công bằng ấy, vâng, thì nó khó nhất là lúc ban đầu à, mang từ trong miền Nam ra. Vâng. Thì nó sống hay chết là nó trong khoảng tầm 3-6 tháng đầu. À. Đấy, còn thì để mình nói một cách công bằng thì mai tứ quý ở miền Bắc này lá và hoa đẹp hơn ở miền Nam. À vâng. Đấy. Như em thấy đây cũng là một cây mai rất là đẹp đúng không anh? Đúng rồi. Cây này bóng đẹp này. Đấy, bóng rất là đẹp mà cây cũng rất là to. Cây cực kỳ là to. Cây này nó phải cao cái này, tầm khoảng 3,5 mét trở ra. Tán của nó thì khoảng tầm 3 mét. Vâng. 3 mét không hết đâu anh, em nghĩ phải nó trên 3 mét đấy. Nếu mà đo chuẩn. Một cây mai khoảng 50. Một cây mai tứ quý và nó rất là đẹp. Và cây này đang trong cái thời kỳ gọi là nó hơi 40. Vâng.
đang trong cái thời kỳ nó rực hoa. Này, có bác nào bác vào kia bác chơi gì? Đây quý vị và các bạn có thể thấy. Nói chung là nhìn cây thế thôi chứ còn giá tiền nó không phải là ghê gớm. Mai từ quý này nó khác mai ở ngoài, mai vàng á. Khác chứ. Mà thứ nhất nó ra những cái đọt như này thì là cái mai từ quý này thứ nhất là cái lá đẹp hơn mai vàng. Vâng. Bởi vì cái lá nó nhỏ. Cái lá mai vàng thì hơi to. À vâng. Và ngược lại thì cái thằng mai vàng nó ngoái oăm nó chỉ một năm nó chỉ ra hoa một lần. À. Mà thằng này nó ra hoa 4 lần, 4 mùa. À. 4 mùa trong năm đều ra hoa. Với thứ hai nữa là mai vàng thì ở miền Bắc mình ấy nó không nở đúng Tết được. À. Bởi vì nó lạnh dẫn đến nó rụng hết lụ, nên là nếu mà trồng mai vàng ở miền Bắc này thì chỉ chơi hoa tầm tức là nó chỉ riêng. Gọi là được độ 20 ngày là cùng đây thế thôi. Vâng. Nhưng mà này thì cần thấy nó rất là nhiều ưu điểm, dễ trồng, chăm sóc thì không nhiều. Em thấy nếu như một cái mộc ấy mà bóng nó to như thế này ấy, thì giá trị nó nhiều tiền đấy. Nhưng mà cây này nói luôn với quý vị luôn này, cũng định không nói đâu, nhưng mà cứ so sánh với mộc thì nói luôn, cây như này mình bán rơi vào khoảng tầm 35 triệu. À thế thì nếu như so với mộc là nói chung là nó êm hơn rất nhiều đấy anh ạ. Alo. Vâng, cực kỳ êm đấy. Đây quý vị và các bạn có thể thấy là một cây mai tứ quý đây. Bóng rất là rộng. Bóng cực kỳ rộng luôn. Mà hoa thì quá nhiều. Đấy, đúng là thời kỳ gọi là rực rỡ. Quá đẹp luôn. Vườn anh Nhâm đây không phải là có một cây như này đâu quý vị ạ. Anh có thể đáp ứng được chí ít cũng phải tầm 50 gốc như này. Đấy, 50 gốc mai tứ quý. Và nó là thuộc dạng hàng cổ ấy. Hàng cổ, hàng gọi là hàng lâu năm nhá quý vị nhá. Ví dụ như cái này hàng trăm tuổi này. Hàng trăm tuổi cái này luôn. Đơn giản. Trăm tuổi. Nhưng mà nó trên cái chậu như này của mình được bao nhiêu năm anh? 3 năm. 3 năm. 3 năm là cũng gọi là thuần chậu rồi đấy anh nhỉ? Nếu mà thuần thì 1 năm cũng thuần. Không. Tức là như thế này là coi như trên chậu là vô tư rồi. Thoải mái. Không bao giờ có chuyện là mại cây hay là có thể yếu cây rồi đúng không anh? Nói một cách nghiêm túc thì nếu mà quý vị mà trồng cây trên chậu ấy thì ví dụ như cái chậu 1m2 này. Vâng. Và một cái cây lâu năm này, nghiêm cẩn thận khoảng 4 năm. 4 năm quý vị thay đất một lần. Vâng. Và khi thay đất thì có bị đào xung quanh ra, cắt bớt rễ đi. À. Nhấc hẳn ra, thay đất mới, cho đất mới vào. Ok. Thì cây của quý vị đảm bảo là lúc nào cũng đẹp. Nhiều người thì cứ hãi là cắt rễ hỏng cây, nhưng không phải. Cắt rễ đi để ra rễ mới. À. Thì cây nó mới khỏe. Rất là tuyệt vời. Đấy, đi sâu vào trong này quý vị và các bạn có thể thấy đây. Đây là những cái hàng cây to anh ấy bài trí ở đằng sau, để gần như nó là cái background. Và anh ấy bài trí những cái cây tầm thấp nhỏ hơn một chút. Đây tôi nói quý vị như cây này là nó thuộc dạng hàng tầm trung, thì anh ấy để ở mặt tiền trước cái đường chính ra vào. Và những cái cây to anh ấy để ở đằng sau này. Đây quý vị và các bạn có thể thấy cây bóng rất là to đẹp. Nó đều rơi vào tầm trên 3 mét nhé quý vị nhé. Đều trên 3 mét. Trên 3 mét. Và quý vị có thể thấy là những cái gốc mai tứ quý mà nó như thế này thì quý vị biết là cây rất là lâu năm tháng tuổi rồi. Đấy. Bộ bệ như là một cái nơm ấy. Đó. Đây là hoàn toàn là tự nhiên thôi. Vâng. Đấy, chứ còn thì nếu mà làm thì mình không làm. Đúng là tự nhiên 100% rồi. Nếu mà các bác mà thích một cái cây một kiểu như thế này thì quan trọng nhất là các bác có duyên với nó không. Chứ còn các bác đi tìm thì khó. Đi tìm thì rất khó. Nhưng mà có duyên thì đôi khi tự nhiên nó ngay trước mặt mình. Đấy, như mình mua cái này cũng là một cái duyên rất là lớn. Quá tuyệt vời. Em thích là
tuốt lá ra sau đó là nó nở hoa như thế này, mình rất là đẹp. Vâng. Nhìn nó lộ, nó thể hiện đấy, nó lộ, nó thể hiện hết cái hoa ra. Đấy quý vị và các bạn có thể thấy. Chỗ này tổng diện tích của anh là bao nhiêu nghìn mét anh nhỉ? 3.000 mét. Đây quý vị ạ, bên này đấy. Bên này những cái cây mai. Một cặp mai giống y. Quá đẹp luôn. Một cặp cây giống y. Nếu mà đi tìm thì tìm kiểu gì đi. Để mà tìm những cái tự nhiên mà giống nhau thì nó rất là khó. Một đôi này. Tuyệt vời không? Một cây thì ok, nhưng mà để tìm kiếm một cặp mà nó tương đồng như thế này là đúng là tìm ở trên thị trường là hơi khó đấy. Cả vườn mình cả trăm cây nhưng chỉ có hai cặp thôi. Nó bởi vì nó cặp nó tương đồng thì rất là khó. Nhiều khi có những bác là mua về xong rồi chờ đợi mãi mới kiếm được một cây để về ghép. Tại vì thường thường ví dụ như là nhà các bác kiểu dạng xây nhà thờ hoặc là các cái nhà cổ, nhà gỗ. Các bác thì mua những cái cặp mai từ quý về để hai bên nó mới vừa mới xứng tầm được. Mà chứ thực sự nhá, nếu mà các bác tìm hiểu về cái ý nghĩa cây mai tứ quý nó cực hay. Vâng. Em sẽ không nói ra ở đây, bởi vì nó sẽ làm nên mất cái hấp dẫn của các bác tìm tỏi. Các bác thích các bác phải tìm hiểu. Vâng. Đấy, thì các bác cứ tra xem. Cái ý nghĩa cây mai tứ quý này nó cực hay luôn. Theo như cá nhân mình là cực hay. Đấy, bên trong này nữa. Đây như những cây mai, cây hoa luôn. Cây này là cây này nó đang chuẩn bị ra hoa nha quý vị nhá. Cái cây này mà chỉ độ một thời gian ngắn nữa thôi là nó ra hết hoa thì rực rỡ luôn. 2 tuần. Cây này cao phải tầm 4 mét, rất là cao nha quý vị. Đấy, cây này 5 thân, 4 phúc. Cao 4 mét. Cái vấn đề là cái tán cây ấy, tán cái bóng rồi. Nguyên bản luôn. Vâng, cái bóng không rồi. Chỉnh sửa. Bóng rất là to. Bóng đẹp luôn. Chơi những cái đồ gọi là đồ cây hoa mà thì quý vị phải chủ yếu là cái bóng nó phải đều. Dành cho các bác nào mà thích đến tự nhiên, thích phong thủy, năm thân ngũ phúc. Đến khi mà nó ấy, đến khi mà nó ra ấy, đến khi mà nó ra hoa thì là nó sẽ rất là đẹp. Còn cây thì nói chung là đều những cái cây hàng trăm năm tuổi rồi, không phải nghĩ rồi. Độ già, độ cổ thì khỏi phải nghĩ rồi quý vị ạ. Đây ạ. 1, 2, 3. Mái tay chưa hết nữa. Đấy. Đấy, bên cạnh đó thì vườn Nhâm Nguyên Garden đây là cũng có rất là nhiều các cái. Đây là cái gì không? Tác phẩm Nguyệt Quế. Em biết cái này cái gì? Cây này thì em không rõ nhưng mà nhìn thì có vẻ là cây ngoại à anh? Cây Việt Nam ý. À, cái này như là cây nho thân gỗ à? Không phải, siro. À, cây siro á? Nước siro mình uống chứ không nói. Cây siro. Đấy, trái ở đây. À. Trái màu đỏ và xanh này. À, cái màu đen này chín là nó chín là màu đen đúng không anh? Cái này ăn rất tốt cho đàn ông nhá. Anh em mình mà ngâm rượu về uống thì đừng hỏi. À, cây siro của anh. À. Đấy, một cây này thì cây bóng lùm này. Cây này bóng lùm. Còn cây này là cây trực ở đây. Đây cũng là một cây mẫu đơn. À quên, xin lỗi, cây mai tứ quý quý vị ạ. Cây này cũng phải cao trên 4 mét. Đấy. Nó phải tầm trên 4 mét nha quý vị nhá, rất đẹp. Bóng đẹp. Cây cổ thụ luôn. Vành hơn 60 à anh? Đây này quý vị mà trồng nổi lên này, trồng nổi lên rồi cao lên một chút để lộ cái bộ bệ này ra. Quá đẹp luôn. Đúng là thành phố Hà Nội thì duy nhất có vườn anh Nhâm đây. Là phải nói là một vườn lớn nhất
thành phố Hà Nội chuyên về mai tứ quý. Tôi cũng đi qua nhiều rồi, và ở cái thành phố Hà Nội này thì tôi cũng không lạ gì các cái nhà vườn, nhưng mà nếu mà để nói về mai tứ quý thì quý vị nên đến đây, nên đến nhà vườn Nhâm Nguyên đây. Thì là về số lượng, về chất lượng cây, tôi khẳng định được rằng là không một vườn nào ở thành phố Hà Nội này có cái số lượng cũng như là chất lượng cây mai tứ quý được như là vườn nhà anh Nhâm. Một địa chỉ đáng tin cậy để quý vị có thể là đến để giao lưu cũng như là tham khảo. Đấy, cũng không cần thiết quý vị phải ấy đâu, cũng không cần thiết quý vị phải có thể trực tiếp là đến đây để tìm mua sắm. Có thể là anh Nhâm này anh cũng sẽ tư vấn cho quý vị, và anh cũng sẽ có thể là tìm cho quý vị những cái tác phẩm, những cái cây mai tứ quý theo đúng cái nguyện vọng, cái đúng cái kiểu dáng của khách hàng đó. Quá là rộng. Đây quý vị. Tương đối đẹp. Nếu như một cây mộc, một cây mộc mà tầm như cây này. Đấy, tầm như cây này. Mộc là tôi cứ nói thẳng là mộc ta đấy nhá. Đấy, là nếu như tầm đường kính, tức là cái hoành mà to như cây mai tứ quý này thì là các bác ấy cũng phải định giá hàng trăm triệu đấy, không phải ít. Nhiều tiền đâu. Nhiều trăm chứ, 100 xong rồi. Ừ, cây này nó còn thoát thân tầm phải 60 cơ. 60 này. Mà 2 quý chỉ có vài chục triệu. 4 đấy. Đúng không? Nó là rất là đây, cây này hoành của nó phải tầm 40. Hơn. Đây. Nếu mà đo từ dưới này thì phải hơn. Nó phải 50, vâng. Trên này nó khoảng hơn 40. Đấy. Nếu như một cây mộc nha quý vị nhá, thì nó phải gấp rất là nhiều tiền cây này. Nhưng mà một cây mai tứ quý thì quý vị lại không ngờ rằng nó lại không nhiều tiền như một cây mộc. Đó. Đấy, đây là một cây mai tứ quý đẹp quý vị nhá. Đẹp. Cực kỳ chất luôn, một cây trực thẳng bóng đẹp, thoát thân ok. Đẩy ở sân vườn hoặc là nhà từ đường khỏi nghĩ luôn. Đó. Tuyệt vời. Đó. Lắng lên cái nhìn hoa lét này. Đây, đi ra đây có thể quay cho quý vị và các bạn một số các cái cây mà anh ấy tuốt lá rồi, thì quý vị và các bạn có thể ngắm được rất là rõ về chi răm như tay cành. Đây quý vị và các bạn có thể bóng đẹp lộc không? Có ra một loạt luôn. Vâng. Đấy, đỏ ao cây luôn. Còn mình ngắm cái lộc mình đã thích rồi chứ. Nó đỏ như kiểu lộc vừng, như kiểu cây túc. Đấy, cây túc mà tuốt lá đi sau đó nó bật lộc lên nó cũng đỏ như thế này. Thì mai tứ quý tại nhà vườn Nhâm Nguyên đấy cũng vậy. Đây quý vị có thể thấy đây, đều là bông tròn đẹp. Đó, đây. Những hàng mình mới mang về đấy. Mới mang về là mình sẽ bật trụi lá này đi. Quý vị có thể thấy đây. Đó. Đây là những cây anh ấy vừa nhập về vườn đây này. Đây là phải mất thời gian lắm, một lắm thì mới bán dám bán được các bác được. Chứ bây giờ bán ngay thì không bảo hành được. Và một trong những cây anh ấy nhập về vườn và anh cho lên chậu luôn, cho lên chậu luôn, và như vậy là nó chỉ trong thời gian độ hơn một năm thôi, bật lộc lên sống khỏe, giao lưu cho khách. Và cái này nếu mà mình giao lưu cho khách chắc mình phải bảo hành cho khách trong một khoảng thời gian nào đó đấy anh nhỉ? À đúng rồi. Thực ra thì những cây ở vườn mình ấy, mình khẳng định luôn một điều là thế này này. Cây nào mà đủ tiêu chuẩn thì mình bán, còn cây nào mà chưa đủ tiêu chuẩn mình sẽ nuôi tiếp, nuôi cho bằng khỏe, bằng phần mình mới bán. Vâng. Thực ra bán bảo hành cho khách mình không thể bán ẩu được. Một cặp này rất là đẹp. Anh vừa đưa về trong Tết hay là ra riêng anh mới đưa về đây? Cây này anh đưa về trước Tết một tháng. Vâng. Cây này anh vừa đưa về được một tuần này. À thế à? Một tuần. Vâng. Đấy.
thực ra để trồng được một cái cây thuần chậu này nó cũng mất thời gian lắm, nên là rất là lâu, tốn công. Thứ hai, đất cát mình trồng mình phải cẩn thận chứ không phải đất nào mình trồng được. Mình bán được một cái cây nó cũng gian lan lắm, nhưng mà vấn đề là mình thích. Và thứ hai nữa là mình làm là bán, không phải bán cây không đâu, bán cả thương hiệu đó. Vâng. Phải có uy tín đó, không phải là cứ bán lấy được. Đấy, tuyệt vời quý vị ạ. Còn thì các bạn thích, các bạn đến vườn em uống trà, ngắm cây, xem thực tế. Đây quý vị có thể nhìn này, cây đằng sau này. Đấy, cây này nhá, nó phải rơi vào khoảng 5 mét. Rất là to đấy quý vị ạ, cao, to. Cái kia hoành chắc phải rơi vào khoảng xít 50. Vâng. Đấy, phải 50. Bóng tròn đẹp không? Như cây thông. Vâng. Bóng rất là đẹp. Cây này phải cao tầm 5 mét đấy quý vị ạ. 5 mét trở ra nhé, 5 mét có dư á. Đấy, cây ở giữa ống kính quý vị kìa.